losing time, I'm fading fast. I just wanna make it last. Try to let go of the past. I close my eyes, embrace the blast. Sleepless nights and headache stack. Restlessness to hell and back. What's my purpose? What do I grab? A slippery surface, a heart attack. Cái gò này cho bác. Này nó hơi dơ. Không, lấy khăn lau. Lấy khăn lau cũng được. Ngồi chỗ nào mát á. Đây đồ mình soạn cho ông cậu nè. Về nhà soạn cho ông cậu để đi thăm ổng ha. Đây cái khúc mấy bên đó là khu văn phòng các bạn. Làm thủ tục này nọ là khu văn phòng. À, các bạn sẽ ngồi mấy bên đó. Đây nói chung là khu công viên này rất là rộng. Thì các bạn có thể chọn cái vị trí để thăm người thân nha. Đây chúc mừng năm mới nè bạn. Thấy không?
này đi cách đây năm đó thì mình thấy nó cũng vậy thôi, nó không gì khác hết, sửa sang lại xíu cho nó đẹp. Đây trang trí cũng rất là đẹp. Cái này mình thấy nó có trang trí lại nè các bạn, đẹp hơn nè, lúc trước là một cái bãi đất trống thôi. Sau đây mình thấy nó đẹp hơn nè, trang trí con nai ha, con nai con hươu gì đây nè ha. Ở bên đây là tạp hóa hồi đó, là hồi xưa các bạn. Đó là hồi xưa cái tiệm tạp hóa nó chỉ là bằng lá tre, lá dừa như vậy thôi. Đây họ cũng đang làm nè các bạn. Không, nhà này họ cũng đang làm nè, mình nghĩ nó là trang trí thôi, chắc mùa dịp Tết đây, Tết âm lịch đó, Tết nguyên đáng của người dân người Việt. Đây bàn ghế nè các bạn. Các bạn có thể ngồi ngoài và có thể ngồi mép bên trong cũng được ha. Bà mà cô Ánh à, cô Ánh lên là... cô Ánh lên thăm cậu hai đó có mới kêu là tới liền nữa nhớ không nhớ không bây giờ khoáng vậy phải chờ em lao cái này chứ đã. Chờ chút qua lao xong anh. Cái nào? À dắt cái này gì? À rồi thằng. Kiên không anh? Kiên. Hỏi được không? Kiên hết ghế rồi. Mấy không? Đó, vừa cho cậu uống nha. Cho cậu ngồi trên đó luôn đi. Nắng nè. Ngồi đó đi, xuống đi. Nắng rộ đầu ổng. Vì sao nắng rồi? Đó, rồi bớt rồi nè. Ngồi đó đi. Không, đi toilet mà. Ăn chậm chậm thôi. Ăn chậm chậm thôi cậu. Được không? Thì ăn chưa? Ờ, ừ, ăn được. Đây đây. Còn dưa luôn. Nãy có hỏi xuống bảo có má xuống thăm nó không còn ít thôi, còn ít thôi, má mang ăn lại không ăn, ăn cho ăn ít thôi bị hốc á, từ từ thôi cậu, nuốt hết trong miệng đi rồi ăn tiếp nha. Đây mình quay khu vực xung quanh cảnh cho các bạn xem. Ở đây cũng mát quá trời các bạn. Đây ta ngồi đây cũng mát quá trời. Đây cái trại rỡ các bạn. Đây các bạn thấy cái cô gì không? À. Trại rỡ.
Nam Mô Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Đây ông Phật Di Lạc. Đây cái thuyền các bạn. Đây cái hồ sen, họ tự trồng sen rất là nhiều các bạn. Trồng sen nuôi cá. Đây chỗ cảnh quan mà nó ở đây mấy ông cụ và cụ coi như là ăn uống xong là cứ quất chai xuống dưới này nè các bạn. Nên các bạn thấy dưới hồ này vẫn chai không. Có cái bơm nước như thế này. Máy bơm chữa cháy máy bên đó đó các bạn. Bơm chữa cháy này tới hồ, cái hồ lấy nước bơm chữa cháy. Rồi cái hồ tạo cảnh quan luôn. Mà nó cái hồ này cái này nó đọng nước mà các bạn. Tâm bây giờ đó nó rất là dơ. Này người ta nuôi cá đây nè các bạn. Có nuôi cá nha, chứ không nuôi cá đây nuôi mũi cực nhiều luôn á. Này cây sala các bạn. Trái ra hết đợt rồi nè. Quá trời bông sala. Chúng này tầm khoảng 10 triệu một người đó các bạn. Khu vực ở trên này 10 triệu một người một tháng. Khu vực Điện Biên Đảo Bình Mỹ. Bây giờ các bạn nào có điều kiện hay là cái gì đó thì hoặc là có người thân thì cần sinh sống ở đây thì các bạn có thể lên trên này thì các bạn. Củ Chi nha các bạn, từ thành phố Hồ Chí Minh lên đây tầm khoảng 20 mấy cây đó các bạn, 25 cây đó các bạn. Khu chăm sóc đặc biệt nằm mấy bên trong. Này vận chuyển dân lưu trú chui vô phòng các bạn. Losing time, I'm fading fast. I just wanna make it last. Try to let go of the past.